mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại video của em. Thì hôm nay là buổi chiều tại bãi biển. Hiện tại thì Tiên với là gia đình Tiên và với là mấy anh em từ đất liền đang có làm một cái video ẩm thực hoặc là cắm trại trên một cái bãi biển. Thì hôm nay mấy anh em Tiên không có đi biển nha, cho nên Tiên cũng rủ mấy anh em với là có sẵn tiền đây có mấy anh em từ đất liền ra để đi cắm trại về ăn uống. Video này thì không có lặn biển nữa, cả nhà mình xem những video lặn biển của Tiên cũng nhiều rồi. Lâu lâu thì Tiên sẽ đổi một vài chủ đề, một vài nội dung để cho cái kênh của Tiên nó phong phú và đa dạng hơn. Thì sẵn tiện nay Tiên cũng xin mọi người một like và một đăng ký kênh về cho Tiên góp ý ở phần bình luận để Tiên khắc phục về cho nhiều video hay hơn. Và hôm nay thì Tiên sẽ giới thiệu chi tiết cho quý cô chú anh chị nhà mình xem. Đây, hiện tại thì tất cả gia đình nhà Tiên với lại mấy anh em từ đất liền ở Củ Chi dây trải nghiệm. Đây này, rất là đông luôn. Chào mọi người các ơi, Phúy, Đại Phú Quý. Hello. Đây là bên mấy anh em bên Củ Chi. Hello, chào mọi người. Để tôi giới thiệu sơ qua. Ở đây thì nếu mà giới thiệu cũng mất hết vài phút, cả nhà mình thông cảm xem cho chi tiết nha. Cho anh em đi về. Đây là anh Bo nè, Tiên có công việc đi về trước. Hiện tại chơi cũng buổi chiều rồi. Rồi giới thiệu với mọi người, đây là anh Lộc. Chào mọi người. Hôm qua thì cũng có video đi trải nghiệm lặn biển. Rồi hôm nay đi cắm trại ăn uống quay heo. Mình đại diện của nhóm Củ Chi ra thăm gia đình em Văn Tiên TV. Chúc các bạn xem video thật vui vẻ và nhớ đăng ký một kênh ủng hộ em Văn Tiên TV nha. Rồi cảm ơn anh Lộc. Và đây là tem của anh Lộc, đây là anh Khánh nè, hôm qua cũng có đi trải nghiệm nè. Dạ. Còn đây là vợ anh Lộc nha. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Ốc ngon quá mọi người ơi. Đây ốc đây nè, ngon quá. Chào mọi người nha. Đây là hai chú và hai cô, mất một cô nè. Khi có Nhất Lộc với Nhất Minh, đây cũng một chị đi chung đàn với anh Lộc. Rồi hôm nay thì đại diện bên mấy anh chị cô chú đất liền là tại Củ Chi, đàn của anh Lộc thì về cùng với gia đình nhà Tiên để trải nghiệm cắm trại trên bãi biển. Còn đây là cái bãi biển hôm nay nè. Hôm trước Tiên có làm một cái video khoảng cách đây một tháng rồi, cắm trại ở cái chỗ này. Hôm nay Tiên sẽ với gia đình xuống này để làm qua heo. Đây là một con heo mấy anh em đang có chuẩn bị quay nè. Đây là bạn Hùng. Hello mọi người nha. Mình đang quay heo để cắm trại đêm nay cùng anh Tiên. Cảm ơn mọi người đã chọn xem video của anh Tiên. Mong mọi người cho anh Tiên một subscribe và một lượt chia sẻ để anh Tiên sớm có được nút vàng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi giờ cứ việc chờ con heo chín để ăn. Rồi bộ Tiên cũng mấy anh em cũng giới thiệu sơ qua, còn bay là Húi bên mấy anh em đi chung keno với là mấy chị em. Đây là Nhất Bảo nè. Hello. Hello, nói đi. Hello, con Béo đây. Ừ, con này Béo đây, chào cô chú, con này Béo đây. Chú con này Béo đây. Ồ, nói to lên, Béo nói lại, chào cô chú, con này Béo đây. Béo chú là Béo đây. Ồ. Mời, con Béo à. Thế ai? Heo. Đây là Nhất Hẻo. Heo ơi, kìa. Heo chơi đi. Sao rồi? Đây Nhất Hẻo bị buồn rồi. Thì hôm nay có em Cương, em Cương thì đi chung keno với Tì với anh em. Đây là Nhất Minh, kia là Dê Thịnh. Dê Thịnh thì chơi ở nào cũng vài hôm. Còn đây là mấy chị em nè. Đây là của anh Nam. Còn đây là bạn. Còn đây là chị Tư, chị Hai, chị Tám, Như Ý với lại Thiên Ân. Đó là vợ của anh Tâm. Anh Tâm thì đi chung ghe. Đây là mấy anh em đi chung ghe cano của Tiên nè. Đó là bạn Khang. Đi chơi. Nhà. Mình là Khang Mập đây. Bạn Khang thì chung tem với anh Lộc. Rồi dưới này có anh Hai với là anh Tâm và anh Tư. Qua đục đùng đi đào. Anh Hai, anh Tâm thì đi chung cano với mấy anh em, còn anh Tư thì đi một chiếc cano khác. Chào mọi người nha. Đây mọi người, hiện tại thì Tiên cũng đã giới thiệu mấy anh em, mấy anh chị, mấy cô chú và mấy nhóc hết rồi. Đi thường đi cắm trại và đi chơi gia đình Tiên và chuyến trải nghiệm thì sẽ đi nguyên gia đình luôn. Thì rất cho nên rất là đông nha.
Và hôm nay món chính là sẽ quay nguyên con heo này, quay con heo này để đại tiệc ở bãi biển này. Đây là món ốc, ốc mới vừa bắt vô. Mẹ chú. Đây. Mẹ chú ốc, ốc bạc trăng. À, ốc gì? Ốc bạc trăng. Ốc bạc trăng. Bảo nó là ốc bạc trăng. Ốc gì đây? Ốc bù. Ốc bàn tay. Ốc bàn tay có trắng. Ờ, ốc bàn tay. Có hai con kế. Hai con kế, cái này kế bếp rầu. Ui, chú được đâu? Có cái tròn phải lấu luôn nè. Phải lấu này tí chín thì ăn trước. Đây là mớ ốc mà tiêu của anh em mới vừa luộc lúc nãy nè. Còn mấy cái con ốc này thì phải biết cách lái, chứ không biết cách lái thì cũng không lái được đâu. Nhất là mấy cái con ốc nón này. Ốc nón thì phải có cái cách khổ nó đây. Đúng rồi, hôm qua anh Khánh cũng biết cái cách đó. Biểu cho mọi người. Đây, hiện tại thì heo cũng để chín rồi. Còn nóng luôn. Giờ là cắt ra hai nửa cho nhắc bẻo đi. Rồi, rồi cho nhắc bẻo một cục. Chú nha. Rồi. Ngon. 10 điểm đi. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Đây để tiền xin phép một dùng một cục trước. Đây là heo anh Khánh ướp đầu bếp của đàn anh Lộc. Tiền mời mọi người nha. Giờ thì sẽ tháo đè về bầm đi. Thơm không? Thơm. Nói chung là vừa luôn á. Kèm nước mắm ngọt hơn chút nữa. Chấm nè. Thêm tí bia nữa là sai. Bây giờ thì sẽ mổ con heo ra để đem mang vô nhập tiệc. Đây mọi người, này là lưỡi heo nha mọi người. Giòn quá trời. Giòn lắm. Ăn cái miếng ăn đầu tiên vài là mới ngon nè. Được chưa? Cắt vô nó. Còn lúc thời gian chờ đợi con heo chín thì mấy anh em mình về gia đình sẽ nhậu cà phê lấu heo này trước nè. Để chín luôn. Anh Khánh là đầu bếp. Được mấy năm anh Khánh là đầu bếp được mấy năm. Đầu bếp là nghề tay trái thôi. À, làm ngồi nhậu thôi. Tại mà chẳng qua là tại vì mới nhậu quá nên phải nấu nè, cực nè, cực nè. Mày là này là ông ăn mật bà khen á, một người khỏe hai người vui đó. Còn ở mặt đó thì này còn một vài cục nó còn sống này, bây giờ treo lên để chín chín luôn ăn. Nãy là nguyên một con heo. Đấy, một số cục để chín rồi, còn cục nào chưa chín thì treo lên. Nói chung đi từ trưa nha, khoảng 11 giờ trưa, bây giờ thì cũng gần chiều rồi, 3 giờ chiều. Sớm sửa khoảng 4 giờ thì sẽ gia đình mình sẽ nhập tiệc. Thì cái bãi biển hôm nay á cũng đẹp lắm, có mấy cái lều này nè, chấm lại quê đêm cũng hợp lý. Chỗ này là một cái bãi tắm, phía trên kia là cái cột cờ. Đầu tiên thì cái cột cờ đó làm cũng lâu rồi, còn qua này được cái view trăng trời vô cực, quá là tuyệt vời luôn. Buổi chiều chiều thì ăn uống xong rồi xuống này tắm biển cũng hợp lý lắm nè, hoặc là đi ra câu cá cũng vui lắm. Rồi giờ thì cái gia đình mình sẽ chờ thành quả con heo nó chín, sắp đầu dùng tiệc thôi. Nói chung có mang đi bắp, nước trái cây, nước ngọt đầy đủ luôn, nhiều lắm. Nhưng mà chờ cái món chín lên ăn. Ở ngoài tiên thì hải sản cũng nhiều, món rừng thì chủ yếu là bò với là heo. Đó là coi gì vậy? Bình là lý tương nữa trời. Bảo này à, năm nay họ làm mấy, bà họ làm mấy? Bà ơi là lớp hả? Mẹ cho nghe mẹ. Mẹ cho nghe. Léo ơi, bà ơi là lớp hả? Bà ơi, giờ thì leo heo lên cho nó nóng. Bà ơi,
nóng lắm, cái lò này lò đốt là nóng cực kỳ luôn. Tí chín này xong xuống, nó chưa lúc này nó chín nhưng mà mổ đe thì có những chỗ mà nó dày á, nó không chín cho nên treo lại như này, chờ khoảng một tiếng nữa bắt đầu chín hết để dùng. Đây mọi người, giờ thì sẽ cắt những cái phần heo nó chín ra, phần nào chưa chín thì leo lên để mà ghét chiếc bếp. Đó, bỏ vô chỗ giữa. Cái đùi không chín đâu. Cái này khắc ra vô hả? Đấy vô hả? Cái này chín rồi. Anh cắt từ giữa lên là anh biết nè. Ừ, anh cắt từ giữa lên là anh biết rồi. Sườn nó chín hết rồi. Rồi, gỡ cắt kẽm bỏ sườn xuống nguyên lọc. Không còn. Còn một cái phần thì chưa chín. Không, bây giờ cắt xé nó ra xong để lên gác tiếp. Đó, nào cắt thử. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Hay là bị ứ cái phải là không sống. Rồi, chín một phần, bây giờ chị em phụ nữ đi ấp lại cái chỗ vị trí ăn uống, sắp đầu mấy anh em mình vô nhập tiệc nha. Đây, Lê Thiên Ân. Hello. Em cái gì xuống dưới đây em? Hả? Ăn nguyên cái sườn heo luôn nè. Ăn được cái view xịn sò luôn nè. Đây nè, bây giờ thì chia ra giải dài đây như nào luôn. Chỗ này nó cũng nắng đổ về rồi, tí kéo đi phía ngoài cho nó mát. Chỗ này thì nắng lắm. Đây, chắc là không giòn đâu. Cái này anh Khánh là nước mắm chấm gì không Tê? Dạ. Cái nước tương luôn hả? Anh Tê, mà hỏi cùng mẹ em đây. Ăn đi, ăn đi. Em gái ăn đi. Tại em gái có cái bịch gì mà nóng vậy? Hợp lý không? Đây là tiền mời mọi người. Tính là ớt này là vừa ăn không chấm vẫn được. Ồ, hôm nay anh Tám Quẩm này chưa đi biển. Nhớ nè, mời cả nhà. Mời cả nhà. Anh nhớ nè, quên rồi vậy. Đây, má anh em mình vô các bàn nhậu chỗ này cho chị em phụ nữ ở phía đó ăn không có nhậu. Đây nè, dừa dứa nè. Rồi em ơi, mời chú uống nha. Mời mọi người nha. Thôi rồi thì vô nhập tiệc luôn nha. Mời mọi người nhập tiệc cùng với má anh em. Mời đây cả nhà. Ra giòn luôn, luộc luôn. Dài hả? Lúc sau này cũng không giòn lắm nhưng mà ăn vậy cũng ngon. Cũng được. Giòn. Mấy chỗ giòn ăn ngon. Rồi, mời cả nhà. Kèm luôn con rau rừng. Ừ. Giờ quá lẽ gọi năm được sẵn. Nói chung má anh em cũng đói rồi, hồi trưa rồi thì ăn tạm bờ và cái bắp với lại một ái xoài. Chờ cái món chính hôm nay nè, giờ mới được ăn thì mọi thứ đều đói. Ăn đều ngon. Cái này rau rừng nè mọi người. Rau cải lời, rau lũi. Mọi người thấy nó mọc rất là nhiều, đi biển mình thấy rất là nhiều. Mình mới nghĩ là cỏ dại hoặc là ăn được hết nha mọi người. Cái vị nó hơi đắng đắng, không nhẫn nhẫn một chút. Nó giống như mình ăn cái gì? Rau đắng hả? Không, ăn giống kiểu cái mà xanh đấy, cái mà xanh mà cái mầm á. Rất là ngon. Vì móc mẹ luôn rồi. Ừ. Ra hồ có hồ không lạ 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 chú là dẹp về mạnh. Đây là con cái bé rầu nè. Rồi, nó đi tập đi. Cái anh Lộc mới đi bắt đồm hôm luôn. À. Cái chấm mắm mì à. Mời cả nhà nha. Ồ, mì ấy gì? Chú gà thúng mình ở đó dữ à. Ừ. Cá rất là ngọt luôn, ngọt dai mà nó có bị khô khô, không có nhìn mềm cá. Chạy vào lớn đi thơm hả? Cái ngon lắm, cái xuất khẩu á. Thứ tuần thì mấy anh em nhậu la dai. Cái này thì giờ để mà nướng cho nó nhanh nhất thì bổ ra như này luôn nè. Bổ ra từ khúc như này để dùng luôn cho nhanh chín chứ mà còn trời lâu. Nhưng mà mọi người cái dê này rất là giòn.
hai chú mới vừa xuống. Nắng này có nắng chiều vậy đúng rồi, sướng lắm. Phạt 3 ly nha. Ba ly sai không chú? Kiếm một miếng mút. Buổi chiều cũng có mấy bạn. Chú hôm tập video trước thì cũng có đi trải nghiệm lặn biển. Hôm nay do là buổi trưa xuống nắng say nắng quá. Để nắng nhưng mà say sóng nha. Cho nên đi tìm chỗ cho mát. Bây giờ cũng chiều mát rồi, 4 giờ chiều. Buổi chiều đủ cái này. 500 anh em ủng hộ like của Tiên Kiếm Kênh Văn Tiên TV. Văn Tiên TV. Dạ. Nhờ anh em ủng hộ nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Mấy chị em cũng đã dùng tiệc xong, còn dư một ái heo thì sẽ gom lại và mang về. Tí nữa thì mấy anh em sẽ xử lý một cái đống rác này cho sạch, là hôm sau Tiên lại có xuống để quay clip cho cả nhà mình xem. Có lẽ là Tiên sẽ làm nhiều clip cắm đạo sinh tồn bắt ốc bắt hải sản ở cái khu vực này, cho nên sẽ có một ngày Tiên sẽ xuống dọn sạch các khu này đi để cho có như cái khung cảnh này quay cho cả nhà mình xem. Nếu mà sẽ và sẽ rác thì chỗ này nó ngập toàn là rác thôi. Rồi giờ thì cứ ăn uống xong thì xuống cái bãi này tắm biển luôn nha. Cái bãi này thì là bãi két, mấy cái cạ lèo này thì tí mới nên mình chui vào về nghỉ ngủ. Kìa là cái bãi tắm kìa, mới nhóc cũng đã xuống dưới đó để tắm rồi. Tắm biển bắt ốc thì dưới đó cũng hợp lý lắm nha. Bãi biển chiều tắm rất là đông. Ăn xong xuôi hết thì bây giờ trời cũng sắm sửa mưa rồi. Mày quét trời luôn này, khuấy mày chỗ này luôn này. Chỗ này thì nóng, chứ nữa mày nó tạt hướng đó về là mưa nè. Ôi trời ơi, ở này thì cực lắm nha. Tí nữa nhớ chị em phụ nữ phụ dọn. Em Hy tí cũng xuống tắm biển vừa chạy chiếc xuồng cái nhái vào. Nói chung đi cho hôm nay thì có đầy đủ mấy anh em luôn. Chỉ có thiếu bạn Trương với lại anh Thiện thôi. Thì em Trương với em Thành ở dưới này ngó bikini. À, Trương ngó bikini ha. Ở này ngồi thì quá hợp lý rồi. Mấy anh em thì nhậu thì sẽ có nhiều tâm sự để nói hơn. Còn mấy chị em thì la hoa ăn là xong. Rồi bây giờ thì cũng dỡ cái dẹp này nha. Cái dẹp này thì dâng lên lúc 2 giờ trưa, nhưng mà bây giờ mưa, chuẩn bị mưa rồi, nó tẹt rồi, gió nó giật kinh lắm. Khéo rồi. Đây mọi người, hiện tại dọn dẹp xong xuôi hết rồi, chuẩn bị mưa tới luôn nè. Trời này là mưa cái chắc luôn. Ồ. Phía này thì trắng đóng trời đẹp, còn bên này thì chuẩn bị mây nó kéo vậy. Ôi trời ơi.
Tối luôn nha, rồi tối mù mịt luôn. Hôm nay đi bị mắc mưa. Nãy để cái băng kia thì nó sợ nó mưa nó rủ nó rẹt bay sợ luôn cái miếng băng. Rồi đây giờ thì khuân cái đồ cần thiết mang về cái chiếc xuồng để chạy về, chứ ở này nó có một cái đồi cô chú anh chị đi lên mà không quen á thì mỏi chân mỏi giò lắm, cực kỳ mỏi luôn. Cái gì căng trời, tối, sương mù cũng có mưa. À, cô chú chị có hiểu nhắc mẹ nói gì không? Mẹ chú căng bao, thì sương mù, mẹ tối, mưa, nha. Bảo nói là sương mù tối, không có mưa. Sương mù chứ không phải là mưa. Và giờ ở cái khu đó còn quét trời người tắm biển luôn. Hiện tại thì sau là mưa quá thì bắt anh em lại dừng cái miếng bạc lên lại này. Chưa không thì nãy ngồi phía cái gốc cây kia. Bây giờ thì bầu trời nó vẫn còn đen thua luôn. Nhưng mà cũng đã sững mưa rồi. Rồi anh em còn ngồi nhỏ mấy chị em thì ngồi ngắm biển thôi. Có đứa nhóc ngồi cái chỗ đống lửa này cho nó ấm. Bây giờ đang mua cái cây cho cái này mà. Ui, có bê mùi. Không. Có đứa nhóc nãy giờ tắm biển nha. Lạnh lắm. Cứ thả bãi cỏ này ăn. Em không làm. Không làm. Nay phải đói nè. Rồi, đấy, may rồi nhỏ. Sao? Mình lo. Nếu chưa thịt heo thì ăn tí là ngán. Bữa nay đi chơi là đầy kỷ niệm. Thế là, nếu mà chơi từ hồi xưa này, em đi ra đây mấy lần rồi? Chưa ra lần nào. Giống anh, giống đây. Nhưng mà để một kỷ niệm mình nhớ mãi, nghĩa là không bao giờ quên kỷ niệm này. Tại vì thực tế hôm nay rất là buồn. Đây thì một mọi người ăn con hồ hương nè. Đúng rồi, đúng luộc rồi. Chụp hình đó mẹ. Mấy con ăn nó bị soi vậy chứ bà đó. Nó bỏ éo rồi. Ai cũng có lợi nhuận. Chúng ta cùng phải có lợi nhuận thì chúng ta mới có thể. Mẹ đánh ngớ. Nếu chúng ta mà không có lợi nhuận mình không có thì mình không chơi. Đó là không được à. Thì không có cho gì. Chúng ta bước vào kinh doanh là đều có lợi nhuận. Chơi mà phải có lợi nhuận. Rồi đẹp quen kìa. Em thích chơi vậy chơi luôn. Tiền mà mọi người. Nhưng mà em nói hàng ngày ngọt lắm. Em cái con hào hương luộc ngọt khác luôn. Tôi cho anh chị ra ngoài đảo nên ăn hào hương thử cho biết. Để thì cái gì 5.000 hả? Kêu con đi cua đi vô xin số chị kia dùm. Con đi vô cái xong chị kêu kêu chị xin số cái xong anh trốn mất tiêu. Anh thách tao cho thách gia thịnh ha. Rồi giờ thì chị em phụ nữ là chuẩn bị rời về nha. Mấy anh em còn ở chơi ở nhậu. Mưa rồi. Bên bãi tắm thì còn người dân tắm rất là nhiều luôn. Rồi mấy chị em đi bộ lên cái đường mòn này thì nó sẽ lên cái đường lớn. Giờ là nó mưa lắm cho nên không có có ở lại được. Mưa này phết tí nó tối luôn á. Em chơi cái độc hại. Là mọi người hiện tại thì gia đình mình cũng đã dọn lều và chuẩn bị xuất bến đi về. Bây giờ thì mai mùa chuẩn bị mưa lớn luôn nè. Cho nên sẽ đi về trước khi mà trời mưa đổ xuống để mà đi trên này về tối rồi mưa đi lên cái đồi rừng này nguy hiểm lắm kìa nhỉ. Có những cái con đít, những cái con rắn đồ nó bò đây nó đi săn đêm á thì chẳng may nó cắn một phát thì ối rồi luôn. Đấy, cái khung cảnh hữu tình như này thì khỏi chê rồi. Ăn uống ngắm view thì khỏi nói. Nhưng mà đường cái phi lên hơi cực nha. Ở cái đỉnh đó đi xuống dưới này thì hơi cực. Cái nhà bấm vào trên khuất lê á, thì sẽ tìm về biết được cái định vị hôm nay ở đây Tiên gọi là bãi nhỏ. Rồi có lẽ là video của Tiên cũng xin tạm dừng tại đây. Buổi sinh hoạt cắm trại của Tiên với anh em là như vậy đó. Nói chung là cũng có một video, một kỷ niệm cho cả nhà mình xem. Thì
những cái thước phim hôm nay thì muốn đăng tải lên để cho về vài năm sau nó sẽ nhắc lại thì còn có những cái kỷ niệm để xem. Thì cả nhà cũng cho Tiên xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiên nha. Bây giờ thì Tiên chúc cả nhà mình một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon.